Kia Morning các bạn, à quên, chào buổi sáng các bạn. Hiện tại là mình đang ở cửa khẩu Trà Lĩnh nhá, vẫn đang ở cửa khẩu Trà Lĩnh và hôm nay là đã được khoảng cỡ 19-20 ngày gì đó, mình không nhớ thời gian nữa và mình muốn quên nó đi luôn. Nói thật là cái tinh thần của mình thì rất là lạc quan, không có lo lắng nhiều đâu, các bạn cứ yên tâm. Trải qua là mình làm những cái chia sẻ về cửa khẩu để cho bạn hiểu thêm về những cái mặt mà gọi là xuất khẩu nông sản nó gặp khó khăn như thế nào và anh em bác tài trong nghề của mình là khó khăn như thế nào thôi. Còn mình thì thấy mọi thứ nó rất là quen rồi và mọi thứ mình dường như là đã lường trước rất là kỹ rồi. Đấy, hôm nay mình dậy sớm và không phải dậy sớm mà bây giờ 8 giờ rồi. Trời rất là lạnh. Trời ngoài này bây giờ đang khoảng 10 độ và cái lạnh ở ngoài Cao Bằng nó buốt hơn là những cái lạnh ở những cái vùng miền khác ngoài Bắc này này. Đấy, bây giờ mình đang chuẩn bị đánh răng và sẽ đi kiểm tra hàng hóa. Hôm nay quay cho anh em xem là hàng hóa trong vòng là mình đã bảo quản được hơn 20 ngày rồi, tính cả cái thời gian mà chạy xe trên đường ra đến đây nó như thế nào. Và anh em ở ngoài này sẽ phải bảo quản hàng hóa như nào, mình sẽ chia sẻ thêm và sẽ đi quay một chút ở các khu vực các bãi đây xem là anh em nói chung là bảo quản hàng hóa như thế nào nữa. Đấy, thì hôm nay mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Trước tiên bây giờ mình đang đun nước để đánh răng. Trên xe có máy đun nước nóng nó rất là lợi hại đấy. Để tránh ê buốt cái răng, giữ cho cái răng nó an toàn. Này, mình đun nước xong là nóng này, cực kỳ nóng. Nước này pha mì tôm rồi có thể là làm mọi thứ được, cà phê cũng được. Rất là nóng. Nhiều người hỏi mình rằng cái nước này có nhiệt độ có cao không thì mình xin trả lời rằng là nó có thể pha chín mì tôm các thứ được thì chắc chắn là ok rồi. Sáng ra nó lạnh, lười không muốn bước xuống khỏi xe nữa. Mình ngủ dậy ấy, thì trên thực tế là nó vào khoảng cỡ 6 giờ sáng ấy là mình đã tỉnh rồi, nhưng mà cứ nằm rồi lạnh quá không muốn chui ra khỏi chăn ấy. Các bạn nào mà ở ngoài miền Bắc thì hiểu cái cảm giác này. Nhất là ở trên một cái cabin thì nó lạnh hơn nhiều, chứ không như là các bạn ở trong nhà thì cái phòng nó ấm hơn đấy. Cabin thì bên lớp kính này này nó xông cái hơi lạnh vào, rồi xung quanh nó hơi lạnh vào rất là nhiều đây. Ban đêm ngủ thường mình sẽ chia cái rèm này như thế này, kín hết vào như này là nó cũng giảm bớt được cái hơi lạnh vào nhiều đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đánh răng rồi quay cho bạn xem mình đi kiểm tra hàng hóa như thế nào nhé. Bây giờ lười nữa, ngồi ở trên này rồi đánh răng xuống với anh em nào chung với cảnh này. Xuống dưới lạnh lắm. Từ từ nó thích đi. Bây giờ mình bắt đầu đi kiểm tra hàng anh em nhé. Đây mình phải hạ cái gầm xuống. Cái này là cái bộ mình hạ gầm này. Để tí nữa mình châm nước vào trong công cho nó giữ được cái nhiệt độ. Bên ngoài máy lạnh thì nó hơi bị ồn tí. Rồi, bây giờ tắt máy xe đã rồi lại phía sau kia. Bây giờ mời anh em ra phía sau này. Mình sẽ kiểm tra hàng ở phía sau này. Tí nữa phải quay cái chân này xuống một tí nữa. Mới sang đây chưa kịp dọn dẹp ở đây anh em thông cảm nhá. Đây là cái nhiệt độ mình thường mình cắm ở đây. Hiện tại giờ đang là 1 độ 8 ấy. Đấy, còn bây giờ mình sẽ phải lấy một cái thùng hàng ở trên kia xuống để kiểm tra, trèo lên. Bây giờ nó cũng rơi vào khoảng cỡ 20 ngày rồi đấy. Hình như cái thùng này cũng mở ra rồi. Bây giờ để trên này cho nó sạch luôn. Hàng hóa này sợ nó cũng giảm rồi.
Cameraman thấy thế nào? Được không? Cái tai này nó phải bẻ, nó phải giòn này anh em ạ. Chứ nó ỉu là không được. Rồi nó phải giữ được màu xanh. 20 ngày mà giữ được như này là ok đấy nhỉ, đúng không? Ok đấy. Nó tùy theo cái hàng ấy mình đóng ở trong vựa ra ấy. Hàng xấu hàng đẹp ấy, đây của mình có hàng xấu này. Thuộc cái dạng loại hàng mà loại 3 ấy là tai tiếc nó xấu không đầy đủ. Mà như thế này là ok này. Đấy. Hàng của mình cơ bản là do cái loại hàng là hàng xấu đó. Tí nữa mình sẽ đổ nước châm vào. Cái cuống kiếc này khô đẹp này, không có xấu thế nào cả. Và cái tai rất là giòn. Về mặt hàng hóa là ok đấy. Lấy lựa cái thùng này, thùng xấu nhất để coi là thấy này là ổn rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải mở cái cửa này ra để xả cái hơi và đảo cái không khí bên ngoài vào cho nó tươi hàng. Rồi sau đó là đổ cái nước vào nữa. Đấy. Rất là nhiều việc. Nhưng mà 2 ngày mới làm việc này lần thôi. Bây giờ phải châm nước cho nó anh em ạ. Mình chạy lâu ngày quá là nó sẽ bị khô hàng hóa. Nên là mình sẽ phải đổ thêm nước vào. Đấy, xả cửa. Những máy lạnh mình mở ra là xả cửa cho nó đảo cái gió ra vào. Lấy thêm cái oxy ở bên ngoài vào. Thường là mình sẽ châm khoảng 10 đến 20 lít tùy. Ây da, chưa đủ độ dốc rồi. Xả bầu hơi rồi mà chưa đủ độ dốc. Để cho nó chảy vào trong cái rãnh này. À vẫn chảy vào được rồi. Cho chảy thêm tí nữa đi. Dốc thêm nữa. Đấy là những cái việc cơ bản thôi. Thì mình xả cửa khoảng 15 phút mình sẽ đóng cửa vào. Thì bây giờ mình phải lấy thêm một cái chậu này nữa mình châm tiếp này. Mình quay một số bước mà kiểm tra hàng hóa như thế cho bạn xem thôi. Bây giờ là làm ở cửa khẩu mà lâu ngày nó cũng bảo quản như thế là cố gắng rồi. Vừa leo lên leo xuống bê hàng bây giờ thở hổn hển luôn. Thôi bây giờ sẽ chuyển sang cái công đoạn khác nha các bạn. Đâu mở xem mà hàng loại này loại đẹp hơn của tao nhỉ? Người ta loại 3, loại 4 nhỉ? Đấy là mình nói với cameraman của mình ấy. Chứ phải nói với các bạn. Cái loại hàng này đẹp hơn này, tai dâu đầy đủ chứ của mình nó hàng nó xấu á. Không có cái tai trên ngọn này luôn. Ok đấy. Bây giờ đang là buổi trưa. Thì mình mượn xe máy đi tham quan mấy cái bãi xem sao. Bên cạnh bãi mình như này, lượng xe trong này thì còn như là một số xe cảng hay xe lạnh, một số xe nóng đây thì đậu ngoài đường. Còn bãi mình ở bên trong này. Tình hình cửa khẩu thì vẫn không có gì là thay đổi cả. Vẫn đang kẹt, đang mệt mỏi lắm. Phía Trung Quốc vẫn cho lưu thông rất là ít. Mấy hôm nay thì thấy trên báo, trên TV nhà nước là đã tìm mọi cách rồi để mà ngoại giao sang Trung Quốc để cho sang mà không ăn thua. Vẫn hết sức là không có khả quan này. Chạy thẳng về phía cửa khẩu cho anh em xem. Cái bãi này mình đậu trong này này, tí nữa sẽ ghé vào đây gặp lại mấy anh em một chút. Đây sát cửa khẩu ở đây vẫn đang vắng lặng, không có xe cộ gì ở đây mấy cả, toàn là xe nóng đậu đây. Hình như là Trung Quốc vẫn cho xe nóng sang. Cứ hàng đông lạnh và trái cây thì nó sẽ viện cớ là có Covid rồi nó tìm cách nó cho xe của mình là ngừng. Ngày có 4 xe tôm, xe cá sang thôi. Xe cho xe nóng,
xe hàng nóng là những cái xe công hàng khô như này thì được sang này, chứ hàng đông lạnh như mình là không được. Tất cả các cửa khẩu bây giờ hết sức là khó khăn đấy. Mấy hôm nữa mà mình phải về bán nội địa mà anh em có ăn thanh long thì ruột đỏ thì ủng hộ cho mình. Hàng thì yên tâm, thì hàng loại xuất khẩu nên là không có lo lắng gì cả về chất lượng. Đấy, bãi mình đậu đây mấy hôm trước ấy, thì ở đây nó bụi quá cho nên là mình sang kia đậu cho nó sạch sẽ, với lại là tiện vệ sinh rồi tắm giặt nước nôi nó đầy đủ hơn. Mới đậu cùng mấy anh em công ty luôn, có gì để hàng hóa hỗ trợ nhau, kiểm tra giúp nhau luôn. Biết rằng là mình đi xe này nó gió nó có ồn không, anh em nếu mà ồn thì cũng thông cảm với mình chút. Giờ mình theo thăm mấy anh em chạy xoài đây, đấy chiến hữu của mình, xem mà tình hình anh em sao, có gì thay đổi không. Đây, sang thăm lại mấy anh em đang nấu cơm bên này. Hùng hôm nay nấu món gì Hùng? Nhiều thế. Thịt nấu củ cải. Sang thăm mấy anh em thịt nấu củ cải à? Củ cải với lại cà rốt à? Còn bên này là nấu sườn chua ngọt. Món này đã chín chưa hả bếp trưởng? Chín rồi. Có cho ăn thử miếng không? Thử miếng đi. Mình ăn anh em có mắng không biết? Không, anh thử con này. Hôm nay gặp lại Kiệm đây anh em nhé. Giờ xin anh xin miếng sườn nhá, thử với tao nghe được bếp Hùng thôi mà. Anh cảm nhận ăn miếng sườn thế nào? Vừa không? Ngon, vừa lắm. Ngon lắm. Cái cơm nó vui. Mấy anh em ở nhà ăn nấu cơm đợi rồi anh sang đây thăm anh em tí xem tình hình xoài tiết thế nào. Mấy hôm nay ở đây thế nào, nghe ngóng có sang tí nào không Kiệm? Em có lịch sáng rồi nhưng mà có lịch sáng bữa thứ sáu rồi, nhưng mà sáu Trung Quốc nó lại đổi ý, là kêu để thứ hai xem tình hình thế nào. Thứ hai xem tình hình nào à? Ừ. Nếu mà không sang được vào trong tuần tới thì sẽ phải thế nào? Nếu mà không sang được thì phải quay đầu về bán nội địa thôi. Bán nội địa luôn à? Thì mình bán ở Hà Nội hoặc là các tỉnh nào nếu ai có nhu cầu thì bán đúng không? Đúng rồi. Đấy thì hôm nay mình cũng đi quay đây, có khả năng tới đây một số xe anh em sẽ phải và đi về nội địa, mà các bạn có mua xoài thì liên hệ với mình. Mình sẽ để lại số điện thoại ở ngay bên dưới này luôn. Cũng có khả năng rồi tương lai mình phải về bán thanh long ở nội địa nữa. Nguy cơ nó khoảng rất là cao đấy. Thế cho nên là nếu anh em ở các tỉnh mà hỗ trợ mình giải cứu được thì để mình sẽ xem về cái giá như thế nào rồi mình sẽ báo lại. Thì xoài đây các thứ hàng là nó rất là chất lượng. Nếu mà có thông tin mà về thì nói anh nhé. Anh sang anh sẽ quay về cái hàng. Vừa rồi là đại ca kêu là quay về rồi, nhưng mà em bảo là thôi thì từ nay thứ bảy đến thứ hai thì cũng còn bao nhiêu nữa, bao nhiêu ngày nữa để làm chờ xem nốt thứ hai như thế nào. Thế còn, nhưng mà có gì thay đổi thì quay về. Tình hình mít các thứ là anh em ở đây đi về hết rồi à? Mít là đi về rồi, quay đầu rồi. Mít là quay đầu về hết các bạn ạ. Quay đầu về bạn đồ đi hết rồi. Đây là mấy xe xoài, mấy xe cá kiếp ở đây rồi nhỉ? Xoài cá. Đấy, bảo điếu cày đâu rồi. Vừa sửa máy like cho bảo xong á. Ờ, anh sang đang thăm bảo điếu cày cái. Đây hiện tại là có ba anh em mà hôm nọ đậu cùng mình là chở xoài cả, nên là tới đây mà nếu mà có chương trình quay về nội địa bán và các bạn nào có nhu cầu lấy hàng thì liên hệ mình, để lại comment đây luôn rồi mình cho số điện thoại luôn. Đấy, sang thăm bảo điếu cày chút. Đây mình sang thăm bảo điếu cày. Hôm nay mình đi thì là có mấy chiếc khác là chám chỗ ở đây rồi. Báo tình hình sức khỏe là sao rồi báo? Có xe có quen hay không mà đậu gần đây? Xe họ vào đậu ấy à? Đang sửa cái gì đấy? Sửa cái máy lạnh lai à? Hàng hóa anh em ở bên này là ok hết đúng không? Chưa biết được anh ơi. Nói chung là bên ngoài kiểm tra là ok hết đúng không? Chỉ có hơi dừa thôi. Dừa trong ruột thôi, nhưng mà nếu mà có sợ thì nó chỉ có chín thôi chứ còn nó không có hỏng. Chín thì để lâu nó hỏng thôi các bạn ạ, chứ còn không có sợ là thối thiếc gì đâu, chỉ sợ là nó chín trong ruột rồi thôi. Đấy thì mình sang đây quay chút cuộc sống anh em ở bên này, nấu cơm rửa chén các thứ. Đây đang xung quanh thì máy lạnh đây vẫn phải hoạt động để bảo quản hàng hóa giống như mình ấy. Thì
cũng không biết là chia sẻ các bạn cái gì nữa, nhưng mà đấy, cuộc sống anh em đường dài bây giờ cũng hết sức là khó khăn. Thôi thì tất cả là đều động viên nhau cố gắng, cũng không có than thở là điều gì cả. Đấy, thì cũng mong các bạn là cũng có gì mà thiếu sót thì cũng mong các bạn thông cảm. Đây, lại đây thăm đầu bếp Hùng nấu cơm một chút nữa rồi mình cũng đi về để ăn cơm. Đang nấu cơm bếp trưởng. À, đang nấu thịt à? Hôm nay nấu nhiều món đấy. Kho ăn cả ngày luôn đấy. Thôi anh sang thăm anh em tí thôi, anh về bên để ăn cơm với mấy anh em bên nhá. Khi nào anh sang lại. Nhưng mà anh nhờ là ăn cơm luôn. Thôi anh về bên kia ăn cơm luôn, như anh em đợi bên rồi. Rồi có gì tình hình sao thì báo anh nhá, anh biết nhá. Rồi ok nhá, anh về nhá. Thì đến lúc đấy rồi có gì báo rồi để con biết. Rồi cũng hỏi chủ xe các thứ xem bên sếp của kiểm ấy, xem mấy xe bảo xe Hùng như thế nào để anh xem mà có liên lạc về nội địa. Vì mấy vừa rồi thì là xoài thì người ta bán ít, còn mít thì người ta bán rất là nhiều rồi, thì để xem mà cái xoài mà có ai mua thì mình liên lạc. Đấy. Thôi anh ấy làm 20 ngày đấy. Ừ, 20 ngày rồi. Đi từ vừa 25. Riêng ở bài này là 20 ngày thôi. Còn trên đường đi nữa là tất cả là tổng 25 ngày. 25 ngày thôi. Hàng hóa thì được bảo trong công lạnh rồi, cho nên các bạn yên tâm về cái độ gọi là an toàn. Nếu mà có chín thì cũng có chín chắc đặt được. Ừ, có chín thì cái đấy là các bạn ưng mua hàng chín thì ưng mua, có hỏng thì là có thể là bỏ qua, cũng không lo lắng về chất lượng đâu. Vì hàng đây là hàng xuất khẩu, xoài là tuyển chọn những cái loại mà ngon hết. Thôi nhá, tạm biệt anh em nhá. Anh về nhá. Ờ. Cho anh ạ. Ờ. Vẫn còn cái bạt nguyên đây các bạn ạ. Bây giờ mình lại đi xe về bên kia ăn cơm thôi. Đấy. Mượn cái xe của anh Huy làm bên giấy tờ cho mình, hôm nay anh đến báo tin rồi cũng không khả quan cho lắm. Anh về đây. Anh ấy đã báo về trong chủ hàng rồi. Chủ hàng ở bên ở trong Long An này. Công ty Việt Thắng này. Báo chủ hàng này chuẩn bị tinh thần, có thể là bán nội địa hoặc chuyển cửa khẩu. Bây giờ chuyến này cũng hy vọng là bỏ được để về ăn Tết thôi, chứ còn cũng không có, chắc chắn là không có chuyến nào đi ra nữa rồi. Bên dưới này anh em nấu cơm ở dưới gầm mỏ các thứ. Người thì sửa xe. Bên này các bác này sửa xe lấm lem hết, lại xe nóng. Xe nóng. Mấy này chạy công điện, chắc chở hàng nội địa, hàng cảng hết thứ ra cảng Hải Phòng. Đây là mấy anh em cùng công ty mình, và đây là cái phòng mà người ta xây để làm gì thì ở cửa khẩu thì mình không biết, nhưng mà anh em mình tận dụng mượn cái căn phòng này để làm chỗ nấu ăn. Bây giờ là mấy anh em đang nấu món cá chiên và đậu chiên này. Đây là những cái món mà gọi là hết sức mà dân dã, tự nấu nhưng mà nó ngon và nóng hổi. Món cá chiên trộn với nước mắm xoài là cái món mà cũng rất là ngon, anh em mình đi đường dài thì hay được ăn. Các bác tài đường dài thì cũng biết rằng là ở dọc đường cái tuyến quốc lộ mà từ phía Quảng Ngãi trở vào thì hay có cái món cá chiên lên và chan nước mắm lên, ăn rất là vừa miệng. Còn đây là bây giờ thì cơm canh cũng nấu xong rồi các bạn ạ, và anh em mình sẽ chuẩn bị ăn cơm. Thì mình cũng không có quay chi tiết về bữa ăn vì sợ anh em là ngại, nên là mong các bạn thông cảm nhé. Rồi, tối nay là mấy anh em đang tập trung xem hàng các bạn nhé. Vì chủ vựa báo là kiểm tra hàng thì có thể là đi về Hải Phòng hoặc đi nội địa. Giờ sẽ tiến xe để kiểm tra hàng. Rồi bãi bụi này. Cái này đâu có tiền rồi. Bên kia. Đâu, đâu qua kia lấy, thế qua lấy giùm về. Đâu. Có giống nghĩa. Điện thoại đâu, fan. Lấy quay đi. À, được, lấy hết hàng đi. Hàng đây là hàng loại đẹp.
năng là anh em sẽ chuyển về Hải Phòng hoặc là chuyển về Hà Nội. Đèn sáng quá. Sáng quắc luôn này. Giờ quay quên. Quay đi, quay đóng cái cửa và quay mọc kìa. Quay cái số công số mọc kìa. Xe là đều kiểm tra hết. Anh em đang phải hỗ trợ nhau kiểm tra xe, xe hết bình, mất điện đó. Mình biết cô phải hư cái bình không bỏ thì bởi đó mình có phải hư cái bình không? Tiền thấu hai cái này nè, mình lái cái ghe. Ghe nào ghe mát, ghe nào ghe mát nè, ghe âm nè. Ghe âm chi dương không? Mình dưới mình đủ độ nhưng mình giờ mình thử mình đây giờ tháo hai cục mình đẩy ra đi gì nó nhớ ra nãy chập tới nó nhớ đúng không có bình có điện đâu mà em đi đó giờ không có bình không biết nào luôn chứ kèm hai cái cục này vô hai cục đó mình mày hôm giờ có sạc gì không mà giờ mày ấy mày qua giờ không sạc không không sạc rồi bình nhào anh ấy nhào. Đây, mấy anh em đã kiểm tra ra được là một cái bình bị hư, mượn cái bình xe khác sang lắp vào thử rồi. Đấy là gọi là bị hư bình ấy các bạn, triệu chứng nó bị tiêu, tiêu hết bình sạc vào nó không giữ được, hóa ra là cái bình bên dưới nó bị hư ấy. Mà cái bình này rất là đắt tiền, chắc một cái bình này xe mình chạy hai bình là 24 thì chắc một cái này nó cũng phải cỡ 4 triệu, 4-5 triệu rồi đấy. Trở về cái góc quen thuộc của mình là trên xe thôi, phía sau tay lái thôi. Đấy, cũng đúng cái câu mà gọi là cuộc đời phía sau tay lái đấy. Các bạn cứ nhìn thấy mình cũng xuất hiện mà sau vô lăng, hoặc là có thể là nhìn cái góc ngược lại này là trước vô lăng nhìn vào. Cuộc đời sau tay lái là các bạn có biết đến cái cuốn sách đấy không? Là một cái cuốn sách mà rất là nổi tiếng của một cái bác tài mà thời thế hệ ngày xưa rồi. Nhưng mà mình thì làm YouTube thế này cũng giống như kiểu là một cái mà cuốn sách mà cuộc đời phía sau tay lái của phiên bản hiện đại, nhưng mà nó là làm ở trên YouTube ấy. Thì các bạn cũng xem rất là nhiều thứ về đời sống, mà không chỉ riêng mình làm đâu mà cũng rất là nhiều các bác tài khác là diễn tả. Đấy, nhưng mà của mình thì được cái là mình có đầu tư nhiều cái máy móc quay nó chỉn chu hơn. Còn nhiều bác tài khác thì chỉ quay bằng điện thoại, cho nên là cái diễn đạt hoặc là cái hình ảnh thì nó chưa có gọi là trọn vẹn cho các bạn xem. Đấy thì cũng chẳng biết nói sao, nhưng giờ phút này thì cũng gần là Tết rồi, chuẩn bị Noel, Tết dương lịch nữa rồi, rồi Tết ta nữa rồi. Nhưng mà hàng hóa thì các đồng nghiệp của mình cũng đang làm kẹt ở ngoài kia rất là nhiều nữa. Còn mình thì cũng có khả năng là sẽ được quay đầu về bán nội địa, hoặc là sẽ chuyển hướng là dùng chuyển sang công cảng, công điện để người ta đi đường tàu thủy. Thì cái đấy thì hôm nay tối nay mình quay cái hàng để gửi về bên trong vựa cho người ta xem lại rồi. Đấy thì các bạn thấy đời sống của mình ở bãi nó chỉ có thế, quanh đi quẩn lại có thế thôi. Mình không muốn quay nhiều rườm rà, và thứ hai nữa là mình cũng không muốn là kể nể về những cái mà cực khổ ra làm gì cả, để lại cái tinh thần lạc quan cho tất cả các bạn xem. Đấy, mình thấy rằng là cái mọi cái như này nó đều là cái lường trước của mình trước rồi. Trước đây mình đã từng khuyên rất là nhiều người, ngay cả Tuấn Tato có ý định mua xe, mình đã khuyên là chưa lên mua thứ vì ảnh hưởng dịch bệnh, với thứ hai nữa nếu mà cái hàng hóa mà là xuất khẩu sang Trung Quốc thì nó rất là bấp bênh.
chưa biết rằng là khi nào mà Trung Quốc người ta sẽ kiếm chuyện như thế này để người ta đóng biên các thứ, nó rất là khó khăn. Cho nên là cái này không chỉ rằng là cái khó khăn hiện tại, mà đây mình cũng nghĩ rằng là trong kênh mình cũng rất là nhiều bạn khán giả nhà làm nông nghiệp rồi trồng cái mặt hàng xuất khẩu, thì hãy suy nghĩ tính toán rằng là sẽ có một cái hướng đi mới, canh tác một loại cây mới bán nội địa hay là xuất khẩu sang những cái nước như kiểu châu Âu chẳng hạn. Mình hãy tìm cái hướng đi mới, những cái mặt hàng mà đem lại giá trị kinh tế, chứ còn không lên là trồng kiểu ồ ạt quá là nhiều, canh tác quá là nhiều, dẫn đến cái tình trạng là nhiều khi mà được mùa mất giá. Cái đấy là một cái mà nó nan giải trong nhiều năm nay ở cái về cái nông sản của mình rồi, nó rất là khó. Mình thấy cũng có nhiều thứ mà ở Việt Nam mình đang khan hiếm. Mình thấy là thị trường về rau ấy, rau củ quả là phía Trung Quốc nó về cũng khá là nhiều, nhưng mà mình không có những cái vùng mà gọi là xứ lạnh để trồng rau được. Nhưng mà những cái loại như kiểu hành củ này rồi tỏi này thì bà con cũng thử nghiên cứu xem. Thì mình thấy là cái mặt hàng đấy là cũng hiện tại nhập cả bên Malaysia về các thứ, về Myanmar về, mình thấy là nhập rất là nhiều những cái loại đấy. Thì bà con cũng thử nghiên cứu thêm về những cái mặt hàng đấy xem sao. Đấy là bây giờ thì mình cũng kết thúc cái video tại đây. Rồi tình hình tiếp theo thì có gì mình sẽ cập nhật tiếp vào những cái tập khác nữa. Cảm ơn các bạn đã động viên. Và các bạn cứ yên tâm rằng là mình vẫn luôn luôn là sức khỏe và đảm bảo về cái mặt tinh thần thể chất để phục vụ những cái clip. Cái clip này không chỉ là đem lại cái mặt giải trí đối với mình, nhưng mà nó còn đem lại một cái nguồn mà thu nhập nho nhỏ cho mình để duy trì cuộc sống cũng khá là tốt. Thì sau này mình sẽ làm những cái video mà chia sẻ doanh thu của mình sau cho các bạn xem, chứ chia sẻ qua đây thì nó quá là dài rồi nhá. Tạm biệt các bạn nhé.